quay trở lại với hôm nay ăn gì. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ dẫn các bạn đi ăn pizza. Cà. Pizza. Cà. Pizza. Chị đã mang kéo đi để cắt pizza rồi em này. Em đã mang bao nhiêu đây thì để chấm gà rồi. Mẹ, mẹ ơi, cô dạy cái đâu là không hay, cái miệng nó như thế thì nói đều hay thôi. Hôm nay thưa ngại, hôm nay sẽ có một món làm thỏa mãn tất cả hai yêu cầu. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn gà pizza. Gà pizza á? Có một món hoàn toàn mới vừa xuất hiện sẽ làm thỏa mãn cả hai yêu cầu. Thì đi thôi, nhanh. Mình vừa mua combo pizza một người. Còn bây giờ mới ăn thôi. Chúng ta đã trở lại với trường quay của SNL. Và bây giờ chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn combo 79.000 pizza gồm có cái gì. Chúng ta sẽ có nước. Đồng loạt triển khai bán ở trên rất nhiều nước trên toàn thế giới. Thật ra cái chúng mình muốn nói đến đây ấy là rốt cuộc thì một lần nữa nó có lại giống như quảng cáo hay không? Quảng cáo cầu mong là nó sẽ to. Anh chị trong hình nó rất to. Cái gì đấy? Của nhau. Trông như là hai con cá ấy. Này đây là con cá vàng, hai con cá vàng đang bơi đúng không? Đây bơi như thế này đúng không? Khi mà bảo là quảng cáo là món gà pizza thì phải làm cho hình dáng của nó giống cái pizza một tí chứ đúng không? Trong cái hình quảng cáo là cái miếng gà nó tròn, nó bao phủ hết ở đây và nó là nó cắt thành bốn và nó rất dày. Thế mà đây nó cho mình thành cái gì này, đây nó không ra được cái hình của một cái miếng pizza luôn ấy. Có lẽ là họ làm vội quá nên là chỉ cái kịp kiểu lăn qua bột tôi đúng không, kiểu hình dáng đến gà kịp tạo kiểu. Nhưng mà nói chung là cũng đã có ý thức là phủ một lớp sốt cái phô mai lên rồi, có ớt rồi, nghĩ ra cũng làm kiểu cho nó giống giống. Xem tham khảo xem có một người bạn của anh cũng đã ăn món này. Bạn ấy viết nhận xét là tin quảng cáo là một niềm tin xa xỉ nhất. Nó còn chìa ra cái đoạn này, cái chỗ này. Hay là người ta đổ khuôn như này. Hay đây là một loại kiểu hình đặc biệt. Hay là hình... Lúc nào nó có hình kiểu hai con cá. Hay là hình... Thế nên nếu mà để biết xem là rốt cuộc thì cái này nó có như thế nào ấy thì chúng ta sẽ cùng thử lượn đi xem là ở nước ngoài thì cái món này nó như thế nào nhé. Hãy cùng thử lên trên mạng xem nào. Đây thì các bạn có thể thấy một hình ảnh đang hiện trên màn hình là miếng pizza thật ở KFC Singapore. Nó lấp đầy cái hộp, tức là nó tròn hẳn đây đúng không? Cả miếng thịt nó cũng dày hơn ấy. Ừ. Nó không yêu cầu là phải tròn vành vạnh nhưng mà nó ít nhất là cũng phải có một cái gì đấy nó theo xu hướng hình tròn. Chỗ này kiểu họ làm miếng to không đều ấy. Đấy, kiểu miếng to miếng bé. Đây. Là bên trong vẫn thế. Và vẫn thế đúng không? Chỉ khác là thêm một phủ thêm một lớp phô mai này. Cả hành tây này, xanh ớt đỏ, thêm một ít cái lá mùi tây ấy. Lá mà bọn mình ngửi là mình thấy cái vị của pizza ấy. Gà thì vẫn thế đúng không? Gà này thì thực ra nếu mà bỏ ra hết ra thì nó lại chính là cái gà không xương bình thường. Ờ. Mình thì còn lăn hết cả là mình mua gà cái đây về. Không mình phủ hôm nay lên. Phủ hôm nay lên. Cho nó bị sóng luôn. Phô mai thì không thơm nữa. Em không ngửi ra mùi phô mai. Em thấy dai dai nhưng cái chất lượng nó không quá tệ nhưng hình thức thì về cái chất lượng gà thì không phải nói bởi vì KFC họ có một cái hương vị rất đặc trưng mà họ giữ được ở cái này. Nếu mà kiểu bảo là đây là một món mới hoàn toàn nó sẽ hoàn toàn không thuyết phục. Vậy thì những người mà thèm gà như mình thì có thể cảm thấy hơi thỏa mãn như những người thèm pizza như chị Yến thì tuy nhiên thì KFC thường có những hay là các thương hiệu đồ ăn nhanh thì họ thường thử nghiệm rất là thường xuyên. Thế nên nếu như mà họ thấy không thành công thì họ sẽ bỏ ngay. Em thích cái món gà mà có sốt sốt. Gà không xương mà nó sốt sốt mềm mềm. Cái đấy ngon. Đó. Hoàn toàn không hiểu sốt. Nhưng mà ít ra cái đấy nhìn trong hình ảnh nói chung nó vẫn còn chấp nhận được. Nếu cả lúc mang ra thật nó đúng là một cái đùi gà to thật. Đúng là một cái đùi gà mà màu nó cũng giống nữa. Mỗi người mới được có một miếng mà đã chỉ còn có từng này. Theo các bạn thì ai sẽ là người ăn? Thôi em nhường chị. Thôi chị nhường lại. Thôi em phải thắng. Thôi chị ăn đi. Thôi anh thắng đi. Thôi mặt cho. Ôi anh đang định bảo là để anh ăn mà lại được, trời ơi cái gì thế này. Sau một hồi tranh cãi thì chúng mình vẫn không biết là rốt cuộc ai sẽ là người ăn cái miếng cuối cùng này. Để đấy làm cảnh vậy để nhận xét là một món rất mới và rất lạ, tuy nhiên thì nó không đặc sắc. Món này xuất phát đầu tiên là ở Philippines, KFC Philippines nghĩ ra và sau đấy nó được phổ biến ở mấy nước xung quanh. Tổng kết lại thì em thấy là
vẫn đang đi ăn KFC bởi vì em thích vị của cá rán KFC. Và có một cái combo vẫn đang chạy của họ, đó là 139.000 cho 4 miếng gà với con nước và khoai nữa. Rồi 199 thì được 6 miếng gà. Đấy, nó kinh tế hơn rất là nhiều so với cái này. Em channel trước đây khi mà cái video mà về ăn thử đồ ăn nhanh thật ngành trên quảng cáo với cả thật thực tế thì nhận được rất là nhiều ý kiến các bạn bảo là ôi dồi ơi, nhân viên các cửa hàng ăn nhanh toàn sinh viên mà. Chúng mình không chấp nhận được lý do là các bạn sinh viên làm thì chúng mình phải nhận được những sản phẩm như thế này. Mình hình dáng cái món ăn không liên quan gì đến các bạn có liên quan. Ừ. Thì chỉ là phục vụ thôi. Thì lại cứ quơ và là các bạn sinh viên thế là không được chỉ trích, không được chỉ trích quảng cáo so với thực tế. Và hy vọng là các bạn qua video này đã có được những cái nhìn khách quan nhất về món ăn mới của KFC. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nếu mà mình review món gì nữa hãy nhớ comment xuống bên dưới nhé. Bye bye. Quay vẫn ngon. Thôi em không ăn đâu, em nhường chị. Ừ, em không ăn đâu.